chưa quên hơi ấm chiều, hôn vẫn chưa nhạt mà người vội vã mau sang ngang vui tình duyên khác. Gió đưa thuyền về đâu, biển hoang vắng u sầu. Định mình ta xa rời nhau ôm bao tiếc nuối. Rượu nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay. Chót phương bao tơ lòng, chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu dãi bay. Giọt sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469555 hoặc truy cập website techsound.vn. Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh truyền thông của TechSound Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review một người ta gọi là một quái vật các bạn. Bình thường lâu lắm rồi, phải nói là lâu lâu rồi đấy. Thì nếu mà tính từ cái thời điểm mà trước đây em đã có review con subwoofer mà dòng 18 inch ấy, đơn 18 inch thì chắc là có đợt là con PI118 của Martin Audio, tiếp đến nữa là con X118 của Martin Audio. Đấy là thời điểm gần đây nhất, còn trước nữa thì còn rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay lại một cái chuyên mục, chuyên đề đó, đi review và đánh giá chi tiết thiết bị âm thanh. Và cái nhân vật ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá đó chính là chiếc loa subwoofer đến từ thương hiệu Verity của Pháp các bác nhé. Và như lần trước thì em đã có lên sóng và review cho các bác một cái mẫu subwoofer mà lại còn nhỏ gọn, hiệu quả, công suất vừa phải mà lại FPL vô cùng lớn, thích hợp cho các phòng hát giải trí gia đình là phần nhiều. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một chiếc subwoofer có đường kính driver bass lớn hơn, đó chính là 18 inch. Đương nhiên với thân hình thì cũng rất là lớn, tiếp đến đó là công suất thì cũng lại lớn hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết xem là vậy là chiếc subwoofer đấy nó tính ứng dụng nó ra sao, cái khả năng phối ghép nó như nào, thông số kỹ thuật ra sao, và chúng ta muốn sử dụng nó như kiểu gì, và cái chất âm nó như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết chiếc subwoofer của Verity với mã đó là sub 118 các bác nhé. Và trước mặt các bác đây đó chính là chiếc sub Verity 118 tương đương với driver bass 18 inch hay còn gọi là bass 50 cm. Và đương nhiên đây là chiếc subwoofer passive, tức là sub hơi các bác nhé, tức là không đến công suất. Vậy là nếu mà so với các phiên bản trước mà em đã có review thì các bác sẽ nhìn thấy là nó không được nhìn xuyên qua chiếc subwoofer như thế này, chúng ta không nhìn thấy được cái driver bass ngay ở phía trong này. Nhưng với 118 chúng ta sẽ nhìn thấy luôn, nhìn thấy luôn. Bình thường ở bên trong cái màng e căng như thế này chúng ta sẽ có một cái lớp vải nỉ để có thể giúp cho chúng ta có thể kháng nước hay kháng bụi gì đấy, để giúp cho cái loa này nó có thể bị được che chắn gì đấy. Nhưng mà thông thường các bác sẽ nhìn thấy, em review thì có lẽ là hầu hết các loa subwoofer có kích thước 18 inch gần như là cái màng này bỏ luôn, không có cái lớp màng chắn nữa. Cái nguyên nhân ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Nhưng cái nguyên nhân lớn nhất ấy, đó là chính là cái vấn đề là cái hơi đẩy ra của chiếc subwoofer này thì nó lại gây ra cái tiếng tạp âm. Cái âm mà khi mà cái âm gió đập vào cái màng e căng này có những cái vật cản lại mà rất nhiều, thì nó tự tạo ra một cái thứ âm thanh mà giúp cho chúng ta nghe rất vô cùng khó chịu. Vậy là hãng sẽ để như thế này, nguyên như thế này luôn. Đương nhiên cái màng làm như thế này thì chúng ta sẽ có những cái tác dụng như sau. Đầu tiên là trong cái trường hợp mà chúng ta sẽ thấy là chống chuột đầu tiên ạ. Bình thường là nếu như mà gọi là những chiếc subwoofer mà chúng ta cứ nhìn thấy những cái vật dụng gì mà nhà của chúng ta hay những cái môi trường là lao bắp ba vũ trường club gì đó mà có những cái nơi mà có những cái hốc hác như thế này ấy, của cái subwoofer này, cái lỗ thoát hơi này, là những em chuột là rất thích chui vào trong đấy khám phá các bạn. Mà đương nhiên cái việc nó chui vào trong đấy thì chúng ta sẽ biết là nó có thể gây hư hại cho chiếc subwoofer của chúng ta. Ngoài ra nữa, cái mặt e căng như thế này thì nó giúp cho chúng ta là bảo vệ được cái tác nhân vật lý đem lại, ví dụ chẳng may chúng ta có va hay chúng ta có gì vào đây đó thì cái màng loa ở đây chúng ta sẽ không bị hỏng hay còn gọi là bị biến dạng. Và tiếp đến đó là gì, trong cái trường hợp nếu như mà đây là một dạng subwoofer, ngoài ra những có những cái dạng subwoofer mà chúng ta hay còn gọi ở Việt Nam chúng ta gọi là sub hầm đấy, còn đây gọi là sub mặt đấy. Thì với sub hầm thì cái mặt này khéo nó bằng gỗ luôn, nó cũng chả có màng lưới căng, đôi khi hai bên này chỉ có hai cái lỗ thoát hơi thôi, nhưng mà chưa chắc hai cái lỗ thoát hơi đấy đã có cái bảo vệ thì những em chuột khéo vẫn chui vào được bình thường các bác ạ. Thì với Verity sub 118 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và đánh giá
Với những chiếc loa full range, với những chiếc subwoofer đợt trước em đã review thì chúng ta sẽ có những cái màu sơn nó gọi là tương tương nựa nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái mẫu sơn như này nó lại khác đi một tí. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái nguồn gốc xuất xứ. Đầu tiên với Verity Audio, các bác xem em nhiều review rồi, đây là một thương hiệu âm thanh của Pháp các bác nhé. Và đương nhiên với thương hiệu âm thanh mà đến từ đất nước Pháp này, chúng ta sẽ có một cái màu sắc chất âm vô cùng tuyệt vời, đó là cái màu sắc chất âm của châu Âu. Và ngay hãng họ cũng khẳng định tất cả những cái vấn đề linh kiện và chất âm họ sản xuất trên tiêu chuẩn của châu Âu các bác nhé, nên là chúng ta hoàn toàn an tâm. Và những cái thương hiệu âm thanh mà đến từ châu Âu thì lại rất phù hợp với đôi tai của Việt Nam của chúng ta, có lẽ là nói hai từ là rất phù hợp ở thời điểm hiện tại. Cái màu sắc về loa full nghe nó êm, nó dịu, nghe nó chi tiết, nó mướt. Và subwoofer nghe nó mềm mại và nghe nó dễ chịu, hay chúng ta hay gọi là nghe êm tai. Thì luôn luôn những cái dòng loa đến đấy là đến từ những cái thương hiệu châu Âu, chúng ta sẽ làm chúng ta hài lòng. Và đương nhiên ở trên thế giới thì chúng ta sẽ muôn vàn thương hiệu âm thanh khác nhau, nhưng để tìm ra những cái sản phẩm rồi là những cái chất âm của âm thanh để phù hợp vào cái mục đích sử dụng của chúng ta thì có lẽ là chúng ta phải đi luôn luôn, người ta nói là luôn luôn phải đi tìm hiểu và đi suốt ngày đi đào bới xem là cái nào nó phù hợp với chúng ta. Vậy là chiếc subwoofer này chúng ta có thể là sử dụng vào những cái mục đích như thế nào thì lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bên ngoài trước đã. Như vừa xong em nói thì cái mặt ecran của chúng ta là như vậy, và ngay đây thì chúng ta sẽ có một cái logo của Verity tròn tròn ở chỗ này và chữ V nhìn đơn thuần rất là đẹp, nhìn chúng ta cũng không có cái gì quá là nổi trội cả mà nhìn nó rất là đơn giản. Tiếp đến là cái mặt lưới ecran đây cũng bằng hình lục giác và bên trong nó là thông xuyên vào trong và nhìn được cả vào trong luôn. Tiếp đến đó là về cái kích thước. Kích thước thì các bác có thể nhìn thấy đây, thì em có thể lấy cái găng tay của em ra em đo. 1 2 nó rơi vào độ khoảng gần 3 găng tay. Vậy là cái bề ngang của chúng ta này nó sẽ rơi ở độ khoảng xít 60 phân. Rồi cái bề cao của chúng ta 1, 2, 3, hơn 3 găng tay. Bề cao này nó sẽ rơi vào độ khoảng tầm cỡ gần 70cm các bác nhá. Đó là về chiều cao và bề ngang. Tiếp đến nữa chúng ta sẽ có mặt ngang. Mặt ngang này ở bên này sẽ giống y chang bên kia các bác nhá. Đây, em có thể xoay cho các bác xem một vòng, xoay một vòng xem trước. Đó, bên này cũng y chang. Cái chiều sâu này của chúng ta nó sẽ rơi vào độ khoảng tầm cỡ là 1, 2, 3, hơn 3 găng tay nó rơi vào độ khoảng tầm cỡ cũng 70cm các bạn. Nên là thông thường em review sản phẩm thì em sẽ dùng găng tay em đo thì các bác không dễ hình dung hơn. Còn nếu như mà các bác muốn xem chi tiết về thông số kỹ thuật của chiếc loa subwoofer thì các bác có thể vào đường link em để ở dưới mô tả, các bác có thể vào xem chi tiết hơn về mọi thứ các bác nhé. Rồi, như lần trước thì chúng ta sẽ đi review sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy có những cái nước sơn. Cái nước sơn của chúng ta có thể là sơn bóng, sơn xi nhám, hay còn gọi là sơn xi nhám mà phủ lên lớp những lớp hạt nước bóng nữa. Thì với Verity Audio này thì chúng ta sẽ có một cái lớp sơn màu đen tuyền ở đây mà theo kiểu dạng là cát. Nếu như một cái cách mà các bác có thể hình dung nhất cho cái vỏ của chiếc loa subwoofer này thì các bác hãy tưởng tượng đến cái giấy giáp. Nói thật là đầu tiên thì chê đã. Đấy, loa subwoofer thì chúng ta chưa nói về chất âm, chưa làm cái gì cả. Đầu tiên là chê cái sub này, em là em chê cái kiểu là cái vỏ của cái loa subwoofer này nó làm như này, là cảm giác chúng ta là khi chúng ta sờ vào ấy là cảm giác là hơi khó chịu, chúng ta sẽ cảm giác nó hơi bị giấy giáp một tí. Nên là nhưng nếu như mà cái kiểu như này thì nó có ảnh hưởng gì không? Thật ra nó không ảnh hưởng gì cả. Cái này, cái lớp sơn này phủ ra ngoài này nó giúp cho chúng ta, cho cái loa trở nên nó bền bỉ hơn, nó có thể tốt với thời gian, nó có thể không bị môi trường làm hỏng được cái thành vách gỗ ở phía bên trong này. Ngoài ra nữa, nó cũng thể là làm cho trang trí. Nếu như mắt của chúng ta nhìn vào này thì cái chiếc subwoofer này có một cái lớp sơn nhìn rất là đẹp. Nó chỉ bị mỗi cái hạn chế chúng ta sờ vào thôi, là nó hơi cảm giác là giáp tay các bạn, nó hơi giáp, giống giấy giáp mà. Đấy là điểm trừ đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến đó là gì. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái vị trí hộp sách tay này giúp cho chúng ta có thể là di chuyển và vận hành lắp đặt cái subwoofer này trở nên được dễ dàng hơn. Chiếc subwoofer này một bát 18 inch, một bát 50, nhưng mà không hề nhẹ đâu các bác nhá, rất nặng, 48kg cho một chiếc subwoofer này. Vậy là một anh thanh niên vẫn bê được chiếc sub này, bởi vì như thế này là một tiêu chuẩn của một cô gái các bạn.
Tiêu chuẩn cân nặng của một cô gái thì đâu đó nó cũng rơi vào độ khoảng tầm cỡ 48 kg. Vậy là trên subwoofer này chúng ta cứ tưởng tượng là nó nặng bằng một cô gái. Cô gái chứ không phải là cô gái nặng cân các bác nhá. 48 kg các bác nhá. Rồi, tiếp đến là với Verity Audio thì chúng ta sẽ thấy là tất cả subwoofer chúng ta sẽ có một cái phụ kiện là ở các góc này, các bác có thể nhìn thấy. Thì cái này thì như là trước em đã có review cho các bác về chiếc subwoofer 115 rồi. Thì cái này nó vừa làm chân loa, tức là giúp cho chúng ta đặt xuống đất nó không bị xê lệch hay là nó không bị ảnh hưởng với cái lớp sơn này, nó cách ra một khoảng. Ngoài ra nữa là nước có thể chảy ở phía bên dưới cũng không sao. Ngoài ra nữa là chúng ta có thể trồng chiếc subwoofer này ra, hoặc là chúng ta ghép những chiếc subwoofer vào cạnh nhau thì cũng được ăn khớp bởi những cái mấu chốt ở đây như thế này, giúp cho chiếc subwoofer chúng ta nó không thể xê dịch được các bác nhá. Rồi, tiếp đến là đấy là về cái sơn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp đến là về cái gỗ ở trong này. Đương nhiên gỗ ở trong này thì chúng ta chắc chắn là bạch dương đa lớp rồi các bác nhá. Bạch dương đa lớp. Và tiếp đến nữa là chúng ta sẽ quan tâm ở phía sau. Ở phía sau đây thì chúng ta phải nói đây là một bức tường rồi các bạn. Với subwoofer thì có lẽ là 10 con như 10 luôn. Chúng ta cái hãng nào cũng như thế này hết. Chả khác gì, nó chỉ khác nhau giữa đâu có vấn đề là cần cố định hoặc là di chuyển thôi. Với hoặc là install và touring đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp ở đây như thế này. Cái hộp này thì cơ bản giống bao nhiêu con subwoofer khác thôi. Nó sẽ là nơi chúng ta có thể cắm cái jack loa dạng Neutrik NL4 vào đây để cung cấp cái nguồn năng lượng từ amplifier chúng ta đưa đây để cho chiếc subwoofer này hoạt động được. Ngoài ra, ở đây chúng ta sẽ có những cái model loa, series loa, QR code và các thông tin cơ bản cho chiếc subwoofer của chúng ta. Ngoài ra thì chiếc subwoofer này không còn cái gì để nói nữa. Với một chiếc loa full range thì chúng ta sẽ thấy là như thế nào. Chúng ta sẽ có này, driver bass này, chép này, phân tần này, rồi là giải tần số đáp tuyến rất là dài, rất là rộng và rất nhiều thứ khác nhau nữa để chúng ta có thể mổ xẻ. Nhưng với subwoofer thì chúng ta sẽ thấy là gì? Rất cục mịch. Như là một cái thùng gỗ các bạn. Đúng, thực sự là nếu như mà chúng ta tháo cái driver bass này ra, chúng ta bỏ ra ngoài thì thực sự đây chính là một cái thùng gỗ không. Không có một cái gì ở trong ngoài mấy cái dây dọ hết. Nani? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến là cái nội thất ở phía bên trong này. Chúng ta sẽ bỏ cái màng ngay căng này ra. Chúng ta sẽ quan tâm vào đây và chúng ta sẽ đi sâu về thông số kỹ thuật, khả năng đáp ứng, khả năng phối ghép, khả năng vận hành và có thể ứng dụng vào đâu và mức giá bán như thế nào. Và sau đó nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chất âm nó như thế nào các bác nhá. Đó. Và đương nhiên cái màng ngay căng này là em đã có tháo sẵn ra đây rồi. Đấy, bây giờ em chỉ cần nhấc cái này ra cho các bác dễ hình dung thôi. Đấy. Khi cái màng e-căng của chúng ta nhấc ra thì nó sẽ như thế này và như thế này và lại như thế này nữa. Các bạn nhìn thấy không? Với cái mặt e-căng này bình thường thì với tất cả cái model của súp của Verity thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có những cái vát gân dập như này, nhìn nó rất là bắt mắt, nhìn rất là đẹp. Đó. Ngoài cái phiên bản loa subwoofer 18118 này ra thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản như sau. Chúng ta sẽ có cả mã là 215 nữa. Tiếp đến là chúng ta sẽ có cả mã 218 nữa. Thì với 215 thì chúng ta sẽ có cả dòng active. Và tiếp đến là dòng 115 của chúng ta, tức là bass 40 chúng ta cũng có cả dòng active nữa. Vậy là cái sự lựa chọn của chúng ta rất đa dạng các bạn nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta nhìn vào đây nào. Bình thường một chiếc subwoofer mặt như thế này chúng ta sẽ thấy, đầu tiên chúng ta sẽ thấy về cái ngoại hình thiết kế. Chúng ta nhìn đây, nhìn thế này thôi được các bác thấy không? Trời ơi, nhìn thế này là chúng ta đã thấy là nó toát lên một cái điều gì đó mà chúng ta nhìn thấy là đã cảm giác là chiếc subwoofer này nó quánh kinh lắm rồi. Vậy nó kinh không thì tí chúng ta phải đi test thì chúng ta mới biết được đúng không các bác? Rồi, bình thường là chiếc subwoofer chúng ta sẽ thấy như sau. Một cái thiết kế chúng ta sẽ thông thấy là nhiều cái loại subwoofer khác đang áp dụng. Đó là cái nơi lỗ thoát hơi. Với lỗ thoát hơi thì chúng ta sẽ thấy là có thể là chéo góc ở đây, chéo góc ở đây, hoặc là chéo góc cả bốn góc, hoặc là trong lỗ tròn, lỗ tam giác hoặc là lỗ vuông. Nhưng với Verity 118 này thì chúng ta lại có cả một cái lỗ thoát hơi ngang ở phía dưới này, nhìn như thế này. Các bạn nhìn thấy có gấu không ạ? Vậy là cái lỗ thoát hơi này thì nó có tác dụng như thế nào? Cái lỗ thoát hơi này là cái nơi mà nó giúp cho cái vấn đề là nó sẽ thoát ra cái tần số thấp ra từ cái lỗ thông hơi này. Tất cả những cái tần số mà xuống càng siêu trầm thì những cái nơi mà lỗ thoát hơi này chính là nơi thoát ra. Ngoài ra nó giúp cho cái việc làm cái giúp cho cái màng dao động của loa này nó trở nên không bị lớn quá.
Bởi nếu như chúng ta làm kín lại thì cái màng loa dao động ở trong này nó sẽ luôn luôn bị dao động rất lớn. Nên đây nó cũng là một cái phần thiết kế. Đương nhiên, những cái phần này hay những cái tính toán nó kiểu thoát hơi như thế này thì đó là việc đội ngũ A&D, tức là đội ngũ phát triển sản phẩm của hãng thôi. Chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta chỉ biết thừa hưởng những cái gì mà họ làm tốt nhất cho chúng ta thôi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quan tâm đó là về thông số kỹ thuật. Với Verity Audio Sub 118 này, chúng ta đương nhiên cái tên gọi chúng ta sẽ nhận ra luôn đó là bass 50 rồi, chúng ta không quan tâm nữa. Và cái điều đặc biệt ở đây là gì? Điều đặc biệt ở đây là gì? Chúng ta sẽ có một cái driver bass ở đây, chúng ta sẽ có là 1 2 3 3 lớp ngân vải tẩm dầu. Tiếp đến đó là cái màng ở đây chúng ta sẽ làm bằng màng carbon các bạn nhá. Nên là cái vấn đề là làm bằng màng carbon này thì cái vấn đề là chúng ta về nước này, khả năng chống nước này là hoàn toàn có thể đáp ứng được. Nên là gì, ngay từ đầu cái màng lưới này chúng ta khi mà chúng ta xuyên vào trong thì các bác yên tâm là dù rằng cái này có thể hoạt động ở những cái môi trường khắc nghiệt, độ ẩm cao thì với màng loa của loa sub Verity 118 này vẫn đáp ứng được. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến điều như sau. Đó là nếu như mà một cái driver bass như thế này, to như thế này rồi mà với cân nặng như thế thì chúng ta sẽ tưởng tượng ngay đó là với từ ferrite. Vậy là giữa từ thường hay là từ ferrite hay là từ neodymium đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải lưu ý là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải quan tâm đến là chất âm. Tiếp đến là chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái FPL, nó có kêu lớn hay không, nó có hay hay không thôi. Còn với từ neodymium thì ngược lại chúng ta đánh đổi là với sự cân nặng rất tốt và hiệu năng của từ ferrite có thể cao. Đương nhiên những chiếc subwoofer có cái yêu cầu là cái mức FPL cực kỳ lớn mà công suất tiêu thụ càng thấp thôi thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái phương án là neodymium. Nhưng neodymium thì cũng phải là neodymium xịn các bạn nhá. Neo thì có rất nhiều loại neo mà. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ cùng quan tâm đến là gì? Với Verity 118 này, chúng ta sẽ có một cái mức công suất tiêu thụ năng lượng rất dã man. Chúng ta sẽ có một cái công suất RMS, tức là công suất khởi điểm là 1200W. Mà công suất chương trình để chạy được chiếc loa subwoofer này là 2400W. Trời ơi. Vậy là một chiếc subwoofer này chúng ta phải sử dụng tối thiểu một chiếc amplifier có một kênh ở trở kháng 8 ohm là phải trên 2000W. Thì chắc có lẽ trời mới gọi là người ta sẽ nói đến cái vấn đề là thế nào nhỉ? Tưng tửng được. thì nó mới tưng tửng được các bạn ạ. Vậy là với Verity Audio chúng ta sẽ chơi là như thế này, là chúng ta sẽ thấy là ngốn công suất phết các bạn nhỉ. Nhưng mà đánh đổi lại ngốn công suất thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Tiếp đến nữa chúng ta sẽ đi quan tâm đó là về cái độ nhạy và FPL. Độ nhạy tại 1W 1m thì chúng ta có độ nhạy là 100 dB. Và peak đạt được của chiếc loa subwoofer này là trên 133 dB cho một chiếc subwoofer với đường kính là 50cm như thế này. Tiếp đến nữa là gì? Với một chiếc subwoofer này chúng ta sẽ quan tâm đó là giải tần số đáp tuyến. Nếu như nó công suất lớn như vậy rồi, chúng ta đánh đổi lại với tần số đáp tuyến vô cùng ấn tượng. Với một chiếc subwoofer này nó có thể xuống đến 28Hz, xuống rất sâu các bạn ạ. Và có thể hoạt động rất tốt ở 32Hz, xuống sâu cực kỳ sâu luôn. Và đương nhiên trên thì chúng ta có thể cắt low, cắt hạ, hai cắt cho có thể là những tần số chúng ta mong muốn, ví dụ như là 85, 90, 95, 100, 120 là tùy vào mục đích sử dụng của chúng ta. Hoặc là với cái vấn đề là trồng phây với loa full thì chúng ta có thể sử dụng. Vậy là chúng ta sẽ thấy là một chiếc subwoofer 18 inch trở kháng 8 ohm, công suất rất lớn, FPL đem lại cũng vô cùng lớn. Nhưng đổi lại chúng ta thì lại có một tần số rất tuyệt vời. Không, có lẽ là không phải cái subwoofer nào mà 18 inch lại có thể tần số có thể xuống sâu được đến như vậy đâu các bác nhá. Em review khá rồi đấy. Rồi. Tiếp đến là vậy là chúng ta sẽ quan tâm đến từng ứng dụng. Vậy là chiếc subwoofer này sẽ phải sử dụng ở mục đích nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ ngay ở thời điểm hiện tại đi. Quán xá thì đóng cửa. Dự án karaoke, phòng hát, kinh doanh các thứ đều bị đóng cửa hết, thì liệu cái subwoofer này sử dụng vào mục đích nào? Nếu như mà lắp gia đình ấy thì đôi khi nó sẽ hơi bị to quá các bác nhé. To quá. Đây là những gì mà em nhìn. Nếu như mà các bác mà lắp vào gia đình, nếu như mà gia đình các bác mà phòng rất là lớn mà các bác chỉ cần yêu cầu chơi một chiếc subwoofer thôi, 18 inch thôi, thì có lẽ các bác nên sử dụng. Nên những cái phòng của chúng ta rất là lớn, phòng to mà chúng ta cũng không thể sử dụng được quá nhiều
subwoofer, tức là cái không gian của chúng ta không có để chúng ta có thể đặt được nhiều loa subwoofer khác, mà chúng ta chỉ có một vị trí để chúng ta đặt loa subwoofer, mà chúng ta lại muốn được cái áp lực đem lại mạnh mẽ và có thể là sâu, thì Variety 118 này có thể chúng ta có thể mang vào chúng ta áp dụng. Còn bình thường với gia đình của chúng ta cứ đậu khoảng tầm cỡ 40-45 m² trở lại, chúng ta cũng chỉ chơi một chiếc subwoofer bass 15 inch thôi, tức là bass 40 thôi các bạn ạ. Còn ngoài ra thì chúng ta rất ít khi chúng ta chơi đến loa subwoofer là bass 18 inch như thế này. Rồi, tiếp đến đó là chúng ta sẽ quan tâm đến là về cái tính ứng dụng. Cái tính ứng dụng của cái sản phẩm này thì có thể là chúng ta sẽ tính ứng dụng lớn nhất vào club, hội trường, câu lạc bộ, quán giải trí, bar, lounge gì đó. Rồi tiếp đến đó là chúng ta có thể mang vào những cái phòng hát karaoke kinh doanh chuyên nghiệp. Mà những đương nhiên còn gia đình thì như vừa nãy em tư vấn cho các bác rồi đấy. Đây là một sản phẩm mà chúng ta cũng để biết được là chúng ta nên đưa vào khu vực nào và chúng ta nên sử dụng vào mục đích như thế nào. Và đương nhiên những chiếc subwoofer như thế này ấy, thì chúng ta cũng phải đánh đổi với vấn đề là chúng ta sẽ phải rất là ngốn công suất cho chiếc subwoofer như thế này. Và ngược lại thì chúng ta sẽ có một cái giảm tần số đáp tuyến vô cùng tuyệt vời. Nên là đấy là tất cả về những cái gì mà một chiếc subwoofer này đem lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quan tâm là vậy thì nếu một chiếc subwoofer như này rồi thì chúng ta thử chọn ra một chiếc âm Free Fire như thế nào chúng ta có thể đánh được. Vậy là một chiếc âm Free Fire bây giờ hiện tại ở trường hợp đó là 4 kênh. 4 kênh mà trong trường hợp là chúng ta sẽ sử dụng là một kênh là 900W hoặc là một kênh 1000W, một kênh 1000W là chúng ta có thể bridge hai kênh lại đánh được chiếc subwoofer này rồi. Hiện tại những chiếc âm Free Fire đó đang rất phổ thông. Ở đâu cũng thấy chúng ta thì có, thậm chí là gia đình các bác đang sử dụng. Bởi vì là trở kháng nó là 8 ohm chứ không phải là 4 ohm. Nên là đôi khi chúng ta sẽ phải bridge lại hai kênh thì mới đánh được. Còn đương nhiên những chiếc âm Free Fire đó thì để đánh được subwoofer ra nghe hay, nghe tốt thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến chỉ số damping factor các bác nhé, của âm Free Fire. Chứ không phải là chiếc âm Free Fire nào đánh cho chiếc loa sub này nó cũng hay đâu. Đó là về tất cả về ngoại hình thiết kế, thông số kỹ thuật và khả năng phối ghép, rồi là tính ứng dụng của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề đó là về cái mức tiền đầu tư. Thông thường một chiếc subwoofer thì chúng ta sẽ phải quan tâm lớn về cái mức tiền đầu tư. Vậy là chiếc subwoofer đấy nó có đắt không? Và nghe nó có ok không? Thì cái vấn đề đắt hay rẻ hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đó là đầu tiên là đắt hay không thì phải phụ thuộc vào vấn đề là cái giá niêm yết của hãng họ đưa ra nó có cao hay không. Cái giá trị mà cái thành phẩm họ làm ra, cái đội ngũ R&D phát triển ra sản phẩm này, cái driver này nó có đắt hay không, hay có nhiều hay không, hay nó có chất lượng hay không. Tiếp đến đó là gì? Cái giá trị đem lại từ cái vấn đề là khâu là từ nhà bán hàng đến tay khách hàng, cái biên độ họ để có thấp hay không. Tùy vào từng người bán, tùy vào từng sản phẩm, và tùy từng hãng khác nhau. Mỗi hãng đều có một cái mức giá và một cái biên độ khác nhau các bạn nhé. Nhưng với Variety Audio, một thương hiệu âm thanh của Pháp, chất lượng tuyệt vời, chất âm tốt, chúng ta sẽ có một mức giá một chiếc subwoofer như thế này, kích thước gọi như thế này đi, thì chúng ta sẽ đánh đổi là 29 triệu đồng cho một chiếc subwoofer như thế này. Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Đi tìm một thương hiệu châu Âu mà với một chất âm châu Âu mà lại có mức giá tốt thì chúng ta chỉ thấy Variety luôn luôn đáp ứng được điều này. Và để chứng minh được cái điều này thì có lẽ là các bác sẽ phải như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ phải đi trải nghiệm thực tế. Chăm nghe thì không bằng một thấy, mà chăm thấy thì không bằng một thử. Nếu như mà các bác đang quan tâm đến những cái sản phẩm mà của Variety Audio này, các bác có thể nhanh tay liên hệ đến hai số hotline của bên em, đó chính là 0942979696 hoặc 0933469555. Và các bác có thể qua trực tiếp showroom của bên em tại địa chỉ là số 7DB2 số 24 giờ Tố Hữu, Văn Vũ, Hà Đông, Hà Nội, để các bác có thể trải nghiệm thực tế chất âm của rất nhiều model loa đến từ thương hiệu Variety Audio các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tiết mục mà chúng ta đáng quan tâm nhất, đó chính là test thực tế chất âm của chiếc loa subwoofer này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chất âm.
Oh,
Thank you.